Ông đã mượn được 200 triệu cho cậu. Cái gì? Mượn được 200 triệu cho cậu hả? Này, 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 chuyện này quan trọng nhá. Ngọc Cát ơi, con hay quá. Ngọc Cát ơi, trời ơi. Ai ngờ là con nữ sanh ngoại tộc này nó về nó cứu được em. Nó cứu được cả dòng họ này. Trời ơi, Ngọc Cát ơi. 200 triệu đó, ngoại ơi. 200 triệu đó. Có tiền nó bơm. Tinh thần. Con gọi điện thoại cho vợ con chưa? Sang bên đấy đi, nịnh nó vài câu đi, cho nó vui vẻ nó về con ạ. Con gọi rồi mà vợ con không có bắt máy đây nè. Trời. Tất cả mọi chuyện là do cậu á. Không 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 không. Con điện thoại đi, con nói nó quay về hàng gắn với nhau đúng không chị? Đấy, đấy, sẵn đấy. Á, nếu mà được thì nó mượn ba má nó 200 triệu về trả nợ cho trời. Cậu. Gì vậy cậu? Mày chù nhà nó ly dị luôn đi nhá. Trời ơi. Vợ chồng nó giận nhau là tại cậu đấy. Khổ. Mẹ. Tôi biết là cậu bần bấn lắm rồi. Nhưng mà cậu phải nhìn cho cháu nó như thế nào chứ. Mẹ, tự nhiên cái nói vợ con với con ly hôn là sao? Mẹ nói chuyện xui xẻo vậy? Sao mà số tôi nó khổ thế này? Hết em lại đến con đây này rồi. Ôi, tôi là cái số gì thế này? Này mày nhìn đi, mày nhìn mẹ mày đây này. Vừa khô này, vừa héo này, mắt này nhăn này. Mọi người ơi, vui lên đi, vui lên. Còn có tin vui nè. Mày có bầu à? Thiệt tình. Không phải, cái chuyện đó là chuyện của con thôi. Nhưng mà cái chuyện vui là cái chuyện chung nè. Chuyện mình dính líu tới cậu luôn nè. Chuyện gì? Con đã mượn được 200 triệu cho cậu. Cái gì? Mượn được 200 triệu cho cậu hả? Này, 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 chuyện này quan trọng nhá. Ngọc Cát ơi, con hay quá. Ngọc Cát ơi, trời ơi. Ai ngờ là con nữ sanh ngoại tộc này nó về nó cứu được em. Nó cứu được cả dòng họ này. Trời ơi, Ngọc Cát ơi. 200 triệu đó, ngoại ơi. 200 triệu đó. Chính là tiền bơm tinh thần cho mọi người thôi. Nó có tiền nó bơm. Tinh thần. Bơm tinh thần là. Tiền bơm. Ủa, là sao, là sao, là sao? 200 triệu đó là tinh thần thôi. Em thúc đẩy, em bơm tinh thần cho cậu. Ôi, thấy vui không? Bùng nổ chứ đang chẳng chơi. Con đi. Mày nói cái gì vậy? Khùng hả? Nó bơm tinh thần mình lên thiên đàng đấy, rồi nó đạp mình xuống địa ngục đấy con dở thôi. Bớt khổ hiền lắm nhá con nhá. Đùa gì mà đùa ác thế không biết được. Mày là không giống mẹ tí nào cả. Dạ. Chị hai. Con Trường, ngồi xuống đi. Sao vậy? Con ngồi xuống đi, nó cũng muốn tốt cho cậu mà. Đúng không? Dạ cậu, cậu hiểu con. Cậu 2 tỷ luôn con hùng. Con hùng, cái thứ nữ sanh ngoại tộc. Đây, đây, cái tên Ngọc Cát mà người thấy cát không thấy Ngọc. Cậu vô duyên của người nhá, cái người mà cần bóp cổ là cậu ý. Tôi nói cho cậu biết là bóp cổ cậu. Trời ơi này, con gái của tôi chỉ một mình tôi được đánh thôi nhá. Không ai được đánh nữa đó. Mà thật sự là con đâu có ý ác đâu. Con cũng muốn mọi người vui lên thôi mà. Ít ra nó không được cái tính là gọi là tinh thần. Đúng. Đây, tinh thần lạc quan. Đấy, chứ cậu được cái gì? Cậu chả được cái gì cả. Đấy nhá, cậu gây ra bao nhiêu là cái khoản nợ nhá. Bây giờ nên là các con của tôi giả. Đấy, hết thằng Học bị đánh này, đến thằng Trường bị đánh này. Giờ đến con Cát nó cũng bị cậu bắt cổ này. Cái nợ của cậu tự đi mà giải nhá. Nó có chặt chân chặt tay, thẻo lỗ tai của cậu thì kệ. Cậu tự lo, tôi không lo nữa nhá. Mẹ. Quá trời luôn. Bây giờ sao? Cậu. Thôi mà. Cậu đừng buồn. Mẹ con á, vẫn nói vậy thôi mà chứ rất là thương cậu á. Cho nên là cậu đừng buồn ha. Dù sao thì mình cũng là người trong nhà mà. Trong nhà này con là nhất đó. Dạ cảm ơn cậu. Giờ con gọi điện thoại. Alo. Em hả? Em. Trời cái gì? Thư tự gì? Cái thư mà cậu viết mượn 200 triệu gì? Hả? Thư ly hôn hả? Em ơi đừng ly hôn mà em ơi. Alo. Trường cho con hỏi nè. Phải khóc cậu hỏi cái nè. Nó ly hôn với con vậy con, nó có mượn giùm cậu 200 triệu không? Chứ vậy? Cậu, con bị điên hả? Cũng tại cậu không à. Cậu á, con nói cho cậu biết nè, bây giờ cái nợ của cậu á, cậu tự cũng giải quyết đi. Còn không giải quyết được á, thẻo cái lỗ tai ra, chặt tay chặt chân rồi trả nợ cho người ta. Cậu đi. Cát.
hai con đâu. Sao hồi nãy nó nói nó ở bên cạnh, nó chia sẻ với cậu á, mà nó nhận một cuộc điện thoại xong cái nó lật mặt, nó chửi cậu như thú vậy con. Mà nó dùng từ y chang má con vậy. Ủa đâu có, anh nói hơn mẹ đó chứ. Hơn gì con? Anh nói là cậu đi đi. Ê, con nhắc lại mà, con nhắc nhẹ nhàng được không? Mắc gì con nhấn chứ, cậu đi đi. Hồi nãy anh y chang vậy luôn á, cậu đi đi. Cậu đi luôn. Đi chưa? Con kêu cái thằng Quyết gì? Quyết Thắng. Ờ bồ con đó, mượn giùm cậu 200 triệu được không? Thôi được rồi, để con gọi cho ảnh thử coi sao. Ôi Cát ơi Cát, 200 triệu hả? Cát Cát con đẹp lắm Cát. Ừ. Anh Thắng ơi. Con, bẹo thêm, bẹo thêm. Em. Không biết... Ủa? Sao sao sao? Anh bị cái gì? Bẹo đi con, bẹo, bẹo. Bị đánh hả? Bẹo thêm, bẹo thêm. Trời ơi! Cái gì? Anh biết là em hết hồn lắm không? Sao bị đánh vậy? Ai ai giang hồ nào dám đánh anh? Đứa nào? Cái gì? Cậu em hả? Ủa? Cậu em liên quan gì đến giang hồ? Hả? À? Vâng, em sẽ gọi lại cho anh xem. Gì vậy con? Cậu ơi! Cậu ơi! Cậu ơi! Cái gì vậy? Sao cậu? Cái gì vậy? Cậu làm sao mà giang hồ biết là tình đến người yêu của con? Thì cậu lúc lúc mà cậu còn đỡ, cậu ghi hết những cái danh sách những người quen, trong đó có số điện thoại của thằng Quyết Thắng. Trời ơi! Cậu có biết là bây giờ tuy là anh chỉ là người yêu của con thôi, nhưng mà sau này anh sẽ là cháu, cháu rể của cậu. Mà sao? Lúc mà cậu ghi á, cậu có nói không, cái thằng này chỉ mới là người yêu thôi nha, nhưng mà tắt một cái danh hồ là túng quá, nó đánh theo thì tương lai đó con. Nó đánh sẵn luôn. Nhưng mà bây giờ nó đánh rồi, bây giờ con không biết đâu, tự nhiên bây giờ sao, tự nhiên đánh luôn người yêu của con à, tại cậu hết á. Từ nay á, gia đình này không có muốn giúp cậu nữa đâu, bây giờ cậu ở đây hiểu tay rồi, chặt tay chặt chân rồi, cầm cái gì đem trả nợ đi. Cậu đi á, cậu đi thiệt xa luôn đi, còn ai muốn cậu ở đây nữa đâu. Ngọc Cát ơi. Sao cả nhà này ba má con nó vô nó chửi mình đúng một câu. Chỉ có điều đứa này nó hơn đứa kia một chút thôi. Thằng con trai thì hơn bà mẹ cái câu là đi đi. Rồi không, con nhỏ con gái nó thương là anh đó, đi luôn đi. Ủa vậy là nó muốn mình đi không đi? Cái đứa giang hồ này cũng kỳ.